bán. Tức là một ngày mình làm hai nồi như thế này. Hai nồi. Ồ, nhiều quá. Em thấy sườn mà cái sườn thì nó mềm quá, chị hầm bao lâu mà nó mềm dữ vậy? Cái này cái 3 tiếng rồi đó. 3 tiếng hả? Cái tiếng đang gần dớt. Này cái nồi này hoàn toàn là sườn bò không vậy ạ? Ừ. Mấy cái này nấu bằng điện bây giờ nó tiện chị nhỉ? À. Nó vừa tiện vừa sạch. Ôi nhìn cái sườn nó mềm lắm. Nguy hiểm lắm. Dày nó mềm nè. Dạ, nhìn cái sườn nó kiểu mềm lắm rồi các bạn ơi. Ừ. Ồ, nóng không? Nóng không? Nóng. Nóng. Ngày nào cũng 4 năm thau là lẳng cho nó bán. Trời, ngày nào 4 năm thau luôn. Rồi, nặng thế này mà chú ôm, ngày này 4 năm thau. Các bạn ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi ăn lẩu bò xí quách nha các bạn. Hiện tại thì mình đang đứng ở trong một cái quầy lẩu bò bán rất là nhiều bò mỗi ngày luôn. Đây là chị Thảo nè các bạn. Đang làm một lẩu bò. Mình hướng dẫn một chút xíu nha các bạn cái quán lẩu bò này nhá. Ở đây thì vừa bán lẩu vừa bán phở các bạn ạ. Đây là ngay trên cầu Nguyễn Văn Cừ luôn này. Đây là cầu khi các bạn đi sang từ quận 5 đổ sang quận bên này là quận 8 thì cái quán này nằm ngay bên phải của cầu luôn nha. Đấy. Thì khi các bạn đổ sang á thì cái quán nằm bên phải, nhưng mà các bạn muốn đi sang đây thì các bạn đi vòng một chút xíu nha. Đi vòng xuống đây đánh sang đây là tới, vừa đến cái vòng xoay đây là tới cái quán này liền. Đấy, và cái quán lẩu ở trong này. Cái này là chân trước hay chân sau chị? Cái này á? Biết chân liền. Biết chân liền luôn hả? Thì cái chân nó hoàn chỉnh các bạn ạ. Cái này chân này mình bán làm sao chị? Cái vậy là 300. Cái này về 300 ngàn. Nguyên cái luôn. Nguyên cái. À, lớn nhỏ như nhau hả? Ừ, cứ một cái là 300. Chân này thấy còn gân không có cái chị nhỉ? Dạ, cái gân y là ta cắt ở trong đây ra nè. Ồ. Cái này bạn nào mà ăn khỏe mua một cái chân này ngồi cầm mà gầm là đúng là nhất cái nách luôn. Đấy. Đây cả nhà ăn chứ ăn gì hết. Ăn gì nổi ha. Ừ. Nhiều lắm. Cái này chắc mấy ký được đó. Là cái cá này 300 ngàn. Ồ, bạn nào mà gọi là bạn nào mà ăn khỏe mua cái chân này về làm thêm đĩa gọi là đĩa nước tương nữa, thế là ngồi là chấm là ăn là sướng á. Dạ. Thì giới thiệu cho trong này ra ngoài đúng không chị? Cái này xíu quách nhừ, thịt hạt cẩm. Vâng. Này dựng. Dạ. Cái này dựng nhỏ, này dựng bự. Dựng nhỏ dựng bự là mình bán một giá thế này chị? Cái này là cái này của cái này rút ra nè. Cái dựng này là rút xương, rút cái xương này ra rồi nè, nó bung hết trơn. Là của cái móng ha. Ừ. Dạ. Ồ. Ở đây nguyên cái dài, gọi dạ chung là dựng bò. Vâng. Cái đó là lòng bò. Để nước gì luôn không? Ở đây cái mâm mình. Cái mâm nhỏ vậy không? Vâng. Cái này tái là tái bắp. Kêu vâng. Là cái gì ta? Bắp bò à? Ừ. Cái này là bắp chuột. Bắp chuột hả? Bắp bò kia bắp chuột. Không. Cái bắp nó có là bắp thang, bắp hoa, cái này là bắp chuột. À, bắp chuột là bắp nhỏ chị ha. À. À đấy. Thịt bò thế mềm lắm. Dạ, cái này là mình bán bò sống luôn đó chị. Để bán phở tái rồi đó em. À vâng. Ừ. Còn cái này nằm bè nè. Nằm bè. Chứ chị có chỉ với em mà nó không có rõ lắm. Dạ, cái nằm bè là cái nằm mà nó như nào chị? Giống như thịt ba rọi vậy đó, nó có 3 lớp. À, thường thường là cái nằm bè là ngon nhất con bò chị ha. Đúng rồi. Cái nằm bè là nó có gân, có nạc, có mỡ, ăn nó giòn, nó ngon đó các bạn ạ. Thường thường là bà những cái bạn nào xanh ăn mì bò là người ta rất là thích cái nằm bè này đúng không chị? Đúng rồi. Đấy, nó có gân trong ở trong là nạc. Cái phần này rất là ngon. Ăn nó giòn sạch sạch, nó đài nha. Cái này lưỡi. Lưỡi. Cái này lưỡi mình bán làm sao chị? Khách mua nguyên cái thì một cái thì tầm 150, 170 tùy cái bự nhỏ. Trăm ký không? Cái này nhỏ nè, cái dạ này khoảng 170 nè. 170 ha. Cái này 200, nó vâng, bự nhỏ khác nhau. Vâng. Cái này là tổ ong. Tổ ong. Dạ. Tổ ong này nó nguyên chất nên nó đen thui tù lùi à, nó không có đẹp nên chị bỏ hôm ít nghệ lên cho nó đẹp mắt. Dạ. Cái này mà là nó sách cũng bớt hôi nữa. Vâng. Như lá sách bò. Ồ, cái này chị làm trắng đẹp ha. À. Cái này làm sạch hết rồi chị ăn thôi. Lá mía. Lá mía. Cái này giống cái gan quá. Cái này đuôi. Này. Đuôi bò. Này không phải gan, gan không có ăn được. Dạ. Đuôi bò này mình bán sao chị? Cái về tầm 200 nè. Cái gần 200 ngàn ha. Mình mấy cái này đồ này là mình bán theo kiểu cân ký hay là mình bán theo kiểu là bán cái chị? Bán quen mắt rồi, cũng như cái này nhỏ mình bán 150 nè. Vâng. Cái bự hơn chút thì 250 đó, à, không thấy nó bự hơn nè. Đấy. Đấy ha. Vâng.
Thế là chị Thảo bán cho Kiều là quen mắt các bạn ạ. Cầm đó là biết số lượng nó nhiêu rồi. Vâng, đấy. Ồ, bên kia còn quá trời, bên này là... Bên này là tim nè. Tim bò. Tim này mình bán theo cái luôn đó chị. Đúng rồi. Thường ít có ai mua cái lắm, người ta mua cái lẩu thập cẩm thì đó là 300. Là chị bỏ đầy đủ tim, lưỡi, sườn, rồi móng, rồi đủ thứ hết luôn là 300. Vâng. Có đuôi luôn. Vâng. Không có đuôi thì 200. Vâng. Là xương ống. Là xương ống xi quách ha. Cái này mình bán phở hay bán lẩu chị? Khách ăn phở cũng được em. Ôi, các bạn nào ăn phở một cái... Này còn tỷ luôn nè. Một ngày mà em thấy chị quá trời thế này, một ngày mình bán hết nhiều không chị? Ngày mình bán bao nhiêu ký bò chị? Chắc hơn 100 á. Hơn 100 ký bò ha. Ồ, kinh khủng các bạn ạ. À. Ngày bán hơn 100 ký bò. Cái này là mình, cháu ngừa là mình dọn ở chỗ này mình bán luôn đó chị hay là như thế nào? Lúc trước thì em thấy là chị dọn ở đây, lúc này bán hết dịch thì bán đông khách hơn, mình về về chỗ cũ. À, tại 26 Dương Bá Trạc. Là cái kia nó rộng hơn ở đây á chị? Đúng rồi. Dạ. Chứ nó rộng với lại nó có chỗ để xe. Còn đây nó không có chỗ để xe. Đấy. Nhưng mà ở đây là chị bán mang về nhiều hơn. Bán mang về chủ yếu chị ha. Dạ. Chị cũng ưu tiên cho khách mang về nữa. Khách mang về thì mình bán nới hơn chút. Chứ lại mình không có chỗ ngồi. Vâng. Mình có bán qua app không chị? Chị có bán qua app. À, Shopee Food. Gojet. Cái gì ta? Quên rồi. Quên mất rồi. Mình bán qua app ship, rồi. Low ship. Low ship. Mình bán qua app rồi, cái giá trên app nó có cao hơn ở đây không chị? Nó... Như bình thường mình bán ở đây là 50, mình phải qua app là phải 60. À, tức là app nó ăn chiết khấu vậy ha? Đúng rồi, app ăn 10 ngàn á. Vâng, đấy, như vậy các bạn có thể mua qua app nha, nhưng mà thường thường nó sẽ bị chiết khấu phần trăm các bạn. Ừ. Đây sườn bò nè. Vâng. Nguyên miếng dẻ sườn luôn nè. Nguyên cái bằng sườn luôn. Quá trời sườn rồi. Cái này nó mềm hơn, cũng như này chỉ luộc mấy tiếng mà em thấy nó mềm quá, những cái xương này nó có vẻ rụt nó ra mềm vậy mới ăn mới được. Còn em thấy nó vậy chứ nhai không có được đâu. À, phải hầm chút nữa. Cái này phải ăn mới được, nó mới bùi. À, tức là cái nào nó hở cái xương ra đúng không chị? Ờ, nó rớt cái xương là nó mềm rồi đó. Vâng, đấy. Quá trời luôn các bạn, là mình thấy rất là nhiều. Còn một nồi sườn đang hầm bên kia chưa chứ. À, tức là mình đang còn nữa, bấy nhiêu mình chưa hết hả? À. Ôi trời ơi, quá trời luôn các bạn ạ. Nhiều giác thêm một lần đó. Vâng. Cái này là như vậy là bây giờ là 3 giờ hơn rồi, biết là chị biết luộc xong này là mấy giờ là có lẩu bán rồi chị? Bắt đầu 12 giờ là chị bán lẩu suốt với 12 giờ tối, 12 giờ trưa. À, bán từ 12 giờ trưa bán tới 12 giờ đêm luôn. À. Vâng. Đấy các bạn, là như vậy các bạn có thể tới đây ăn lẩu là từ 12 giờ trưa là các bạn có thể tới đây ăn lẩu nhé. Bây giờ thì chỉ nói là chỉ làm xong đây chỉ là dọn xuống dưới kia, đầu hẻm đường dưới mất trạc. Còn trên này mình có bán không chị hay là mình dọn đi luôn? Vẫn bán, vẫn để bàn, khách ngồi bình thường. Vâng. Buổi sáng thì chị bán ở đây, chị bắt đầu 4 giờ là dọn lại địa điểm 26. À, à. Tức là buổi sáng thì chị bán ở đây và buổi chiều thì có thêm một cái điểm phía dưới kia nữa nhé các bạn. Đấy, cái phần này là cái phần gì đó chị? Cái này là phèo. Phèo. Lòng bò đấy các bạn ạ. Không hốt ba cái móng thì lấy cái thào dặn vớt xương không? Nếu mà khách mà người ta mà mua những cái phần này riêng lẻ mình có bán không chị? Bán em. Mình bán như thế nào chị? Ví dụ như là cái này mình bán sao, giá là sao chị? Cái này hả? Dạ. Bình thường chị cắt thì nhắm chừng chị bán không à. Người ta mua nhiều thì mình cân ký. À, cân ký là bán nhiều ký gì? Ký chính khoảng 400. Ký chính 400 ha. Dạ. Còn cái này? Cái thịt sống chưa luộc là 200 rồi. Vâng. Còn cái sách này? Cũng vậy luôn. Cũng vậy luôn, đồng giá hết luôn. Là toàn là 400 hết. Đấy các bạn nhá, như vậy các bạn nào muốn mua đồ riêng về thì chỉ bạn có bán bình thường nhá.
khoảng từ chị bán đến mấy giờ là hết tất cả những thứ ở đây gì đường vườn á? Bán tới 12 giờ tối là nghỉ. Là nghỉ gì ha? Chai nước ngọt 375 ngàn, thở 355 ngàn. Không cả. Nghe chị, nghe cái cạch mà mình thấy cứng nha bạn. Ở đây mình có những cái lầu giá như thế nào vậy chị? 150, 200, 300 em. À có hả? Có gì chị? Cái phần này chị đang làm là bao nhiêu chị? Chị đang làm 200. 200 hả? Dạ. Các bạn đang thăng thập một Phật chỉ làm 200 ngàn nha. Dạ, con lớn thế này mà cô mình còn chạy xe máy đi bao lâu được hả? Dạ, rồi. Tuyệt vời ha. Bao nhiêu đại của con hoài à? Dạ, cô có hay ăn lẩu ở đây không? Có chứ, ăn hoài hả? Đấy hả? Cô thấy lẩu ở đây có gì đặc biệt mà cô ăn hoài à? Rẻ mà ngon. Rẻ mà ngon ha. Dạ. Nhà cô gần đây không? Nhà cô quận 4 là. Nhà cô quận 4 ha. Dạ. Cô coi đại của con hoài à? Dạ vậy ha, vâng, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Đấy. Ở đây lẩu xí quách ngon cô ha. Hôm nay ngon hết á, nhưng mà rẻ nữa. Dạ, hôm nay cô mua gì đây? Cô mua này về để làm canh ăn cơm. À, làm ăn cơm luôn ha. Dạ, cảm ơn cô. Như làm lẩu vậy đó. Dạ. Đấy, cô hôm nay gặp cô coi kênh của mình nhiều các bạn ạ. Dạ vậy hả? Mấy bữa dịch mà thấy mở lên này coi chi hàng nhất bè luôn á. Nếu mình đi mà không đi qua được dịch sao đi? Dạ. Ở nhà hai vợ chồng già. Có vừa hết thì đi ăn cho đỏ. Dạ, vô nhà nằm mùa mùa mở lên đi. Nhà 200 hả chị? Anh có hay ăn lẩu đây lần nào chưa? Ăn hoài em. Ăn hoài đây nè. Thế lẩu đây có gì đặc biệt? Ngon. Còn gì đâu? Không có gì, nói chung thì nó ngon, có mùi vị nó khác. Vâng. Ăn ngon. Hôm nay mua phần gì đây? Lẩu. Lẩu phần này là nhiêu đây anh? 200. 200 ha, phần này 200 thập cẩm. 200 là 4 ngàn thập cẩm. Thập cẩm 40 ngàn không hết nè. Dạ. Người phải ăn cố. Anh gần đây không? Ở bên Lòng Cầu. Ở quận 7 nè. Quận 7 ha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Nếu mà cho hai người ăn là lẩu khoảng bao nhiêu là vừa chị? Hai người ăn 150, 200 gì đó tùy em. Nồi này nó cuộn liên tục hả chú à? À, rồi các bạn ơi, như vậy đây là mình mới gọi ra một phần lẩu các bạn ạ. Hôm nay thì mình gọi ra một cái lẩu thập cẩm. Lúc này thì trong lúc quay ấy, thì mình hỏi chỉ là cái lẩu nào để có thể là được ăn tất cả những cái món mà có ở quán ấy, thì chỉ nói là cái lẩu thập cẩm. Thì mình kêu ra một cái lẩu thập cẩm. Thì hình như là cái lẩu thập cẩm mà có giá là 300 ngàn thì phải các bạn. Đây này, cái lẩu thập cẩm thì nó sẽ bao gồm một cái đĩa như thế này này. Hình như là chỉ nói là lẩu thập trừ 300 ngàn đầu lên mới có đuôi nha các bạn. Còn lẩu 200 không có đuôi, lẩu thập cẩm là lẩu đầy đủ á. 300 ngàn thì có các phần đuôi này, có gàu, có gân, có sụn. Nói chung là lẩu 300 ngàn là lẩu sẽ có tất cả những cái món mà trên quán có bán đó các bạn ạ. Có tim, rồi có lá mía, có sách các kiểu ha. Đấy, đây là một cái lẩu 300 ngàn nhá. Ăn kèm theo đó thì mình thấy có một dĩa rau má này. Rồi bên này thì mình thấy có một dĩa bún và một dĩa rau giá đó. Ăn kèm với con đó thì mình thấy có chao các bạn ạ. Một chén chao. Đấy. Còn đây là cái nồi nước lẩu.
trong cái nồi nước lẩu thì mình thấy là người ta cho trước một ít hành với lại cái này là đậu hũ ki nha các bạn. Đấy, nói chung là cái lẩu 300 ngàn này là mình nghĩ là khoảng 6 người ăn với hết các bạn ạ, 6 người ăn. Hôm nay thì mình đi mình kêu cái này một cái là mình kêu lẩu thổ cẩm để mình review tất cả cho các bạn, hơi nhiều cái này trong nồi ăn không hết chắc phải mang về rồi. Nhưng mà mình kêu cái món lẩu thổ cẩm để cho các bạn mường tượng được là trong quán này là có những cái lẩu đắt nhất nó như thế nào nha. Ô chà, cái này là xương xích quách này, đây là nạm này. Nói chung là các bạn đi 6 người thì gọi cái lẩu 300 ngàn thì tính ra người khoảng 50 ngàn. 50 ngàn là ăn phê pha rồi các bạn ạ. Ở đây chỉ là lò mổ cho nên là chỉ bán giá nó mềm lắm. Có bò viên này, có tim, có gân. Đấy, ăn hết tới đầu bỏ tới đó. Thử cái nước coi. Wow. Wow, những lẩu rất là thơm các bạn ạ. Thơm, hồng ngọt. Chỉ dùng quá trời trong bò, chỉ hầm, chỉ lấy nước dùng cho nên nước dùng rất là thơm, rất là ngọt. Thường thường các bạn, một cái lẩu như thế này thì nó tương đương với lại ở đây thì có cái tô gọi là tô xe lửa, tô lớn nhất. Thì một cái lẩu này nó tương đương khoảng 5 tô xe lửa, 4 đến 5 tô xe lửa cộng lại. Xin phép các bạn bốc tay cái nha. Cái này không bốc tay hơi khó ăn. Cái đuôi này chỉ hầm kỳ lắm rồi các bạn. Nó mềm. Thì ăn lẩu mình thích, rất thích ăn cái phần là đuôi này, nó có gần có da, ăn rồi thật thật ăn đã. Ngày xưa là nói chung người ta bán chủ yếu là bán mang về, cái ăn uống ăn ở lại thì mới gần đây thôi, thì người ta mới mở ra một cái chi nhánh, một cái gọi là một cái mặt bằng nhỏ trong này nè cho khách ăn tại chỗ, chứ trước đó là toàn là mua mang về không ạ. Đây là cái phần xi quách nha các bạn ạ. Ô, hầm mềm đấy ha. Chù chào. Cái phần xương này là được chỉ hầm rất là mềm đó các bạn ạ. Mềm đấy ha. Trước nhảy nó ra rồi. Cái đó chọn cho anh đào á. Cái này thì cuối tuần thì các bạn có thể là rủ 2-3 người hoặc 5-6 người, người góp khoảng 5-70 ngàn tới là ăn lẩu ở vô tư các bạn ạ. Dạ, chào chào, dạ cảm ơn chị. Chị mình ăn hay tên chào, mình xin chị cho thêm cái chào. Mình thấy mấy người phục vụ quán đây vui vẻ lắm các bạn. Xương này còn mềm luôn nè. Xương này gọi là xương sụn các bạn. Quá trời sôi rồi. Nó dùng cái lẩu 300 ngàn nhiều lắm các bạn ơi. Cái này biết sao, hồi nãy đáng lẽ là mình kêu cái lẩu 200 thôi, cho 2 người thôi. Nhưng mà dân mình lại nói là chỉ cho một cái lẩu thập cẩm, tức là chỉ quốc cho một cái lẩu thập cẩm luôn. Cái lẩu thập cẩm là lẩu hai người là 150, còn lẩu thập cẩm là gấp đôi, tức là 300, thì phải 6 người ăn mới hết. Mình hôm nay mình đi có 2 người, mình làm cái lẩu này nó hơi quá, nhưng mà thôi cho các bạn tham khảo nhé. Cái này mình nghe nói là bò viên là nhà chế tự làm. Bò viên ngon quá. Dạ, ăn nó giòn sạch, nó dai mà nó giòn. Nếu mà nói về lẩu bò á thì ở trên kênh mình cũng đã có giới thiệu một cái video về lẩu bò rồi, nhiều không phải là một
là trong đó thì có một cái lẩu bò mà mình thấy giá cũng vừa ngon vừa rẻ trong khu vực quận 7 luôn. Đó là lẩu bò năm chấm. Lẩu bò nó cũng rất là ngon. Mình thấy nếu mà nói mà so sánh thì nó cũng tương đương các bạn ạ. Chắc mình sẽ để cái lẩu bò đó ở trong phần mô tả video này, mà bạn nào gần khu vực nào thì có thể ghé qua cái khu vực đó nha. Ồ, cái lòng non này ngon quá. Mềm. Nó mềm các bạn, nó mềm mà hơi với béo, nó mềm ngon quá. Lẩu bò ăn với rau má đúng là đúng bài các bạn ạ. Rau má, rau cần. Có cả hai luôn. Lẩu bò đó ăn với nó má đúng mà thích lắm các bạn. Hơi đắng đắng mà nó có hồng ngọt. Dạ. Dắt thêm chặt chèo lên rồi đó em. Là thêm nữa đó hả? Quá trời luôn các bạn ạ. Trăm mấy chục ký á. Ở đây em thấy hầu như người ta mua mang về là chủ yếu chị nhỉ? Đúng rồi. Dạ. Em thấy mua mang về chắc nó chiếm hết khoảng 8 phần luôn chị, 8 9 phần luôn ha. Đúng dạ. Rồi. Nếu mà hầu như một cái tàng này khoảng nhiêu chị? Nguyên miếng này hả? Dạ. 300. 300 ngàn ha. Đấy, ô, chú đang còn thêm nữa các bạn ạ. À. Quá trời luôn. Hầu cái này mình thấy là bán vào buổi đêm là nhiều các bạn ạ. Dưới ban đêm à? Dạ. Nãy giờ là mình thấy là một ngày được 3-4 nồi như vậy các bạn ơi. Vâng. Em thấy chỉ bán tô 50 ngàn rồi tô 60 ngàn, 70 ngàn, em thấy nó cũng tương đối nhiều như vậy, có lời không chị? Mình nhờ số nhiều em cũng vậy ít. Nói chung mà tại mặt bằng nhà không có thuê. À. Nên mình đỡ hơn ta cái phần đó. Cho nên là mình bán giá mềm hơn à? Dạ. Đây đây là chỉ bán cái tô rất là chất lượng các bạn ạ. Nhìn cái tô phở rồi tô hủ tiếu hay là tuyển lộn tô phở 40, 50, 60 đến 80 nhìn rất là chất lượng. Mà thì ra là chỉ không có tốn tiền mặt bằng đó các bạn. Cho nên là chỉ bán cái giá nó mềm hơn chút xíu. Tái nằm gì? Tái nằm là ăn nhiều ha. Ở đây thường thường có ông khách nào mà mối ăn quen mà nhớ mặt không kịp? Có khách quen không ạ? À? Chị bán hầu như khách quen không ạ? À? Khách quen hết luôn ạ? À? Ừ. Ăn một lần là ăn nữa. Vâng. Giống như em vậy đó. Dạ. Nói chung chị bán khách quen, đại số khách quen không? Vâng. Khách thì xa, xa lắm á. Khách xa lắm luôn đó chị. Vâng. Rồi chị đó cũng cho thước xuống coi kênh của em á, ăn hai lần luôn. Bữa giờ ăn... Ăn hai lần luôn? Ý là chị nói coi coi đi YouTube đó. À. Xuống ăn. Ăn lần là ăn hoài. Có nhiều người mà gần quán của mình luôn đó chị, nhưng mà lại không có biết luôn đó chị ạ. À? Thật mà. Vì thường thường có những cái người mà người ta ít đi á, cứ ăn xung quanh nhà đó mà. Đôi khi có những quán rất là gần nhà mà người ta không biết. À rồi các bạn ơi, như vậy thì mình cũng vừa thử xong cái lẩu đây các bạn ạ. À. Nói chung ở đây thì có bán phở và bán lẩu. Thì hôm nay thì mình thử cái lẩu thì mình thấy rất là ngon các bạn ạ, vừa ngon vừa rẻ. Chỉ dùng rất là nhiều xương để mà ninh nước dùng á. Cho nên là cái nước lẩu rất là thơm và ngọt. Mà đúng là ngọt từ xương luôn, đúng nghĩa ngọt từ xương luôn. Nó có cái hầu ngọt mà nó không có bị gắt, rất là ngọt. À, nói chung nước lẩu ngon các bạn ạ. Và về phần thứ hai là về phần chất lượng. Thì mình thấy cái lẩu theo mình cảm nhận thì nó khá là rẻ. Ở đây thì có lẩu 200 và lẩu 300. Thì hôm nay thì mình gọi một cái thập cẩm thì là cái lẩu 300 thì mình thấy là cái lẩu như vậy mình nghĩ là phải 6 người ăn mới hết. Tính ra là 300 ngàn, chia cho 6 người là một người khoảng 50 ngàn.
mình thấy cái lồng như vậy là cái giá nó khá là rẻ. Không biết là các bạn có những cái lầu nào hoặc ở những cái điểm nào bán mà giá nó mềm hơn, nó rẻ hơn không, thì mà nó ngon không thì các bạn có thể cho mình biết thêm nha. Nhưng mà thực sự mình thấy đây là một cái điểm bán nó giá nó rất là sinh viên rồi, không biết nó gì thêm. Nói chung là mình nghĩ đây là một cái điểm bán lẩu vừa ngon vừa rẻ. Nếu mà có cơ hội đi ngang qua khu vực này thì các bạn có thể ghé vào mua phần ăn thử xem nó như thế nào nha, rồi cho mình biết cái đánh giá luôn nha. Rồi nha, cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Hy vọng qua video này thì các bạn đã có thêm cho mình một địa điểm ăn uống mới cho các bạn tham khảo, một cái đi ăn uống nha. Đừng quên like video và đăng ký kênh để xem nhiều địa điểm ăn uống mới thì kênh đi đâu ăn gì nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nhé. Bye bye. Bây giờ chỉ đang bán lẩu Việt Mài các bạn. Đấy, mình thấy con cá chở khách đang đứng đợi mua về.